và họ gần như đã chạm được một tay vào chiếc vô địch của giải đấu PUBG Việt Nam Series Spring 2021. Và ui, top 1 dành cho The Expendables với 12 điểm hạ gục. Mình biết là kết quả nó không tốt, nhưng mà hy vọng các bạn đừng buồn và lượng cảm ơn. Mình muốn thông báo với tất cả mọi người rằng là cái hành trình mà game thủ chuyên nghiệp của mình chắc là tới đây đã kết thúc rồi. Hôm qua thì mình có một ba lô Logitech, thế là mình tặng nó, xong mình bảo nó là sau này nếu mà cuối năm đi chung cái thế giới thì nhớ mang theo cái ba lô này và kiểu nhìn nó là nghĩ là anh luôn bên mày ấy, để kiểu cho nó có một cái động lực gì đó. Và nó cũng đã hứa mình, kiểu mọi người ấy, mọi người vẫn xem mình là một cái gì đó, mọi người vẫn xem mình là một cái tượng đài, mọi người vẫn xem mình là một cái bức tường nào đó mọi người không thể bứt được ra. Nên mình nghĩ là khi mà việc mình nghĩ khỏi team thì mình sẽ nghĩ là các em trong team sẽ rất là mạnh và kiểu được bung được cái sức trẻ của mình ấy. Mình đã ở đây và kìm mọi người nhiều quá rồi. Không vì nỗi buồn đấy mà em gục ngã thôi, mà em sẽ lấy đó làm động lực để tiến lên phía trước, để anh Việt có thể thấy bọn em trưởng thành hơn khi không có anh Việt. Cùng xem nào, lên xe đến XFPL rồi. Và bây giờ thì XFPL đâm thẳng vào luôn. Đức Hiếu có những hiếu vào đến từ chú U3. Và cơ hội vẫn là có đội hình bên phía team The Expendables. Lượng máu vẫn đang mất đi, nhưng không sao cả, vẫn có cơ hội để hồi lại điểm máu đến từ đội hình bên phía team The Expendables. Còn với U3 thì liệu rằng có cho được cái chạm hay không đây? Mèo cùng người đồng đội của mình vẫn đang có mở cánh, nhưng Tam Tất xuất hiện. Và đó là cổng P90 trên tay của Tam Tất. Alia ra đi luôn rồi, thêm cả Flash được bút vào nữa. Và Tam Tất đang đi tìm kiếm cho mình những điểm kiếm tiếp theo. Thấy trọng đầu đối phương, và P90 quá mạnh đi. Double vào đến từ Tam Tất. Và đây sẽ là quét sạch dành cho bên phía tiếp theo. Chỉ còn lại Lyric đến từ Yerena mà thôi. Dấu chấm hết dành cho đội hình bên phía tiếp Yerena. Cùng với đó là Mi bây giờ không phải được cú ăn năm. Và bây giờ thêm cả Patrick Cross nhìn ra nữa. Khó trồng thêm khó tốt lắm cho The Expendables. Và bốn đại diện còn lại lúc này, ta cũng sẽ cảm thấy rằng Mê đã uống hết bình. Night Try, ta sẽ chào đón họ ở vòng nhánh dưới và sẽ tiếp tục cổ vũ cho đại diện từ Việt Nam ta khi mà những đại diện xếp trên đang bắn uống hết mình. Hello anh em, lâu quá không gặp. Thì có một vài lời muốn gửi tới anh em là mặc dù hôm nay bắn kết quả nhanh thắng không tốt, nhưng mà ngày mai mình vẫn còn cơ hội để làm lại ở nhánh thua. Hãy nhớ lại cái cảm giác mà BGC năm ngoái mình cũng đã từng trải qua như thế, mà được đó còn lấy 4 team mà mình vẫn làm được, thì lần này tại sao không? Cố lên nha, anh dù không còn là trong team nữa nhưng mà vẫn sẽ luôn gọi là fan. Gọi là fan sẽ luôn cổ vũ cho tụi mày. Anh rất tự hào, thì rất là vui. Nhiều khi vẫn muốn mình là một thành viên trong team để có thể đi chơi, đi phá, đi bán giải, đi thi đấu giống như là hiện tại tụi mày bây giờ. Không sao cả, cố gắng hết mình nhé, enjoy nó. Anh rất tự hào về tụi bay.